Chào các bạn, mình là Ngọc Vi và các bạn đang theo dõi Air Channel. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc máy rất là đặc biệt đến từ Asus có tên gọi là Zenfone Zoom. Cái chiếc máy này thì đặc biệt ngay từ cái thời điểm ra mắt luôn. Nó được giới thiệu tại CES 2015 và cho đến tận hôm nay là ngày 12 tháng 4 thì nó mới được chính thức bán ra tại Việt Nam với mức giá là 13.490.000 đồng. Nói về cái hộp này thì chúng ta sẽ có một cái hình chữ nhật ngang thay vì chữ nhật đứng như mọi khi. Rất là đơn giản luôn, không có in cái hình ảnh gì nhiều hết. Trắng tinh giống như là Ngọc Trinh, nhưng mà có điều là nó không có vòng eo 56 mà nó sẽ có một cái vòng tròn to đùng ở mặt trước cùng với tên của sản phẩm là Zenfone Zoom. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở hộp. Cái máy đâu rồi? Đùa thôi. Cái máy đó lúc nãy thì mình đã lấy ra xem và để sang một bên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem trong hộp có gì đã. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái cọng dây, bởi vì cái tính năng chủ yếu của chiếc Zenfone Zoom này là chụp ảnh, cho nên là gắn vào sẽ giống như là máy ảnh. Tiếp theo sẽ là một bộ phụ kiện đen thui bao gồm củ sạc, cáp và tai nghe. Mọi thứ đều khá là đẹp. Và cái củ sạc này của chúng ta là củ sạc 9V 2A. Có một cái hộp nữa, chắc đây là một cái món quà nào đó từ Asus. Bên dưới sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành luôn nha các bạn. Giờ thì mình sẽ mở cái hộp này ra. Xem nào, tên tên, dễ thương. Và đây là tên của cái sản phẩm này, đó là Zen Blast. Như vậy thì các bạn sẽ không có miếng giấy hướng dẫn sử dụng kèm theo luôn. Mình sẽ nói sơ qua một chút về cái cục này. Bây giờ thì chúng ta sẽ móc nó ra khỏi cái bao bằng cao. Cái này đúng là cao su mà. Nói về cái cục này thì đúng như tên gọi của nó, đó là một cái đèn flash bổ sung cho chúng ta để các bạn có thể chụp trong tối tốt hơn nữa. Và cái cách thức hoạt động thì rất là đơn giản. Phía sau này nó sẽ có một cái nam châm, các bạn chỉ cần để lên mặt lưng của máy thì nó sẽ hít vào. Sau đó thì chúng ta sẽ kết nối bằng cách cắm trực tiếp. Ta gỡ đây nè, cũng phải rồi. Đấy, gỡ ra. Cái cọng dây này là vừa đủ luôn để các bạn cắm vào cổng micro USB của máy. Như vậy thì chúng ta đã có thể kết nối rồi, rất là đơn giản. Như vậy thì đây là toàn bộ những cái phụ kiện mà có trong hộp của chiếc Asus Zenfone Zoom. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trở về với nhân vật chính nhé. Và đây chính là cái chiếc Asus Zenfone Zoom của chúng ta. Nói về cái chiếc máy này thì do là Asus họ còn một cái sự kiện ra mắt chính thức tại Việt Nam nữa, cho nên là mình sẽ đợi đến cái sự kiện đó để đánh giá chi tiết hơn, cụ thể hơn cho các bạn. Còn bây giờ thì mình chỉ điểm qua những cái điểm nổi bật nhất về thiết kế và những cái thông tin cơ bản của cái máy này thôi. Cái điểm nổi bật đầu tiên phải kể đến đó là cái cụm camera ở phía sau. Cụm camera của chúng ta sẽ là nguyên một cái vòng tròn to đùng lòi lên, giống như là mặt lưng của Lumia 1020. Tuy nhiên thì nó lại không hầm hố hay là quá dày. Các bạn có thể nhìn từ bên hông này, nó không lồi lên quá nhiều. Cái điểm thứ hai nữa đó là do cái phần mặt lưng này nó vẫn được bo cong, các cái góc nó vẫn bo cong, cho nên là mang đến cho chúng ta cái cảm giác cầm nắm rất là ôm tay, thoải mái, không hề cấn víu hay là vướng như là ở 1020. Tiếp theo thì các bạn có thể thấy là cái chiếc Asus Zenfone Zoom này trông rất là đẹp và sang trọng. Đó là bởi vì những cái chất liệu mà Asus họ sử dụng trên Zenfone Zoom lần này toàn là chất liệu cao cấp không. Đầu tiên là ở mặt lưng phía sau thì chúng ta sẽ có một cái mặt lưng làm bằng da. Thứ hai nữa đó là cái phần khung viền. Khung viền lần này là khung viền kim loại thật sự luôn. Hơn nữa còn là khung viền kim loại nguyên khối, tức là Asus họ sẽ làm cái khung viền này trước, sau đó mới bắt đầu thêm những cái chi tiết vào. Cho nên là cái khung viền này rất là liền mạch, làm cho chiếc máy của chúng ta rất là cứng cáp và sang trọng. Thứ ba đó là ở mặt kính phía trước, cái đường vân giả kim loại ở mặt trước thì lần này Asus họ đã bỏ đi rồi. Và ngoài ra thì có một cái điểm lạ, đó là logo Asus đã được đưa xuống phía dưới. Tiếp đến về phím bấm thì chúng ta cũng sẽ có những cái điểm mới luôn. Đó là các bạn sẽ có thêm một cái phím chụp ảnh nhanh và một cái núm để quay phim nhanh. Tiếp đến thì những cái thông số khác của chiếc Asus Zenfone Zoom này cũng khá là ấn tượng. Chúng ta sẽ có một cái màn hình đẹp với kích thước là 5,5 inch và độ phân giải là Full HD. Về cấu hình thì đây cũng là một chiếc máy rất mạnh mẽ khi mà nó sở hữu RAM lên đến 4GB, tức là bằng phiên bản Zenfone 2 cao cấp nhất. Đi kèm đó thì chúng ta sẽ có bộ nhớ trong là 128GB và cái bộ vi xử lý ở đây là bộ vi xử lý Intel Z3590. Về pin thì cái chiếc Zenfone Zoom này sẽ sở hữu viên pin dung lượng 3000mAh, nhưng mà cái viên pin này thì lại không thể tháo rời, mặc dù chúng ta có thể tháo rời nắp lưng. Và khi mà mở cái nắp lưng này ra thì các bạn cũng có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có vị trí của một khe cắm thẻ nhớ và một SIM duy nhất mà thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái phần mà các bạn quan tâm nhiều nhất, đó là camera. Các bạn sẽ có một chiếc camera với độ phân giải là 13MP, cấu thành từ 10 thấu kính chất lượng cao đến 10 thấu kính lận đấy nha. Đi kèm đó thì chúng ta sẽ có cả khả năng chống rung quang học OIS này, zoom quang 3x này, một cái điểm mà khó tìm thấy trên những chiếc smartphone hiện tại. Rồi có cả lấy nét bằng laser nữa. Còn nói về selfie thì chúng ta cũng sẽ có một chiếc camera trước với độ phân giải 5MP, với rất là nhiều những cái chế độ như là làm đẹp, rồi gọt mặt, visage cái kiểu để cho các bạn có thể tha hồ tự sướng mà đi lừa tình. Như vậy thì vừa rồi mình đã gửi đến cho các bạn video mở hộp chiếc Asus Zenfone Zoom. Còn để đánh giá chi tiết hơn và có những cảm nhận cụ thể hơn nữa thì các bạn hãy đợi bài đánh giá vào sự kiện của Asus sắp tới nhé. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.